tỉnh Cương Sơn, núi non hiểm trở, dễ thủ khó công, trộm cướp đóng quân, người người kinh sợ. Chính tại nơi đây đã ra đời chiến thuật chiến tranh du kích nổi tiếng của Mao Trạch Đông trong cuộc chiến quốc cộng lần thứ nhất. Địch tiến, ta lùi. Địch dừng lại, ta quấy rối. Địch không muốn, ta tấn công. Địch rút lui, ta truy kích. Tỉnh Cương Sơn trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Chu Đức và Mao Trạch Đông, giúp cho Hồng quân phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn khắp hai tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến. Lo lắng về sự phát triển nhanh chóng của Hồng quân, liên tục từ tháng 11 năm 1930 đến tháng 7 năm 1931, chính phủ Quốc dân đảng đã tiến hành 3 đợt tấn công vào căn cứ Giang Tây, nhưng các cuộc tấn công này đều không thành công. Ngược lại, càng làm cho thanh thế của Hồng quân lên cao. Sau khi cuộc chiến chống Vây Tiễu lần thứ 3 kết thúc thắng lợi, Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa được thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1931 tại Thụy Kim, tỉnh Giang Tây. Chủ tịch là Mao Trạch Đông. Lúc này, do không đồng ý với đường lối cách mạng của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Bác Cổ và cố vấn Otto Braun từ Liên Xô được cử trở về để thay thế Mao lãnh đạo cách mạng Trung Quốc. Ở phía bên kia, lo sợ sự phát triển của Cộng sản ở Trung Quốc, Hitler đã cử Hans von Sick, một vị tướng nổi tiếng của quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất, sang làm cố vấn cho Tưởng Giới Thạch. Những cuộc vây tiếu tiếp theo của Quốc dân đảng đã gây thiệt hại nặng nề cho Hồng quân, khiến cho căn cứ Giang Tây chỉ còn một nửa so với ban đầu. Vào tháng 9 năm 1934, Tưởng Giới Thạch theo sự cố vấn của Hans von Sick đã quyết định thực hiện kế hoạch chiếc thùng sắt nhằm tiêu diệt toàn bộ ban lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản. Kế hoạch này tập trung lực lượng lên đến 1,5 triệu quân, 270 máy bay và 200 khẩu pháo theo chiến lược chia ra để bao vây và hợp lại để tấn công, tạo thành bức tường sắt bao vây lực lượng chủ đạo của Hồng quân và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch hy vọng rất nhiều vào kế hoạch này. Các loại tài liệu quân sự liên quan đến kế hoạch chiếc thùng sắt được chuẩn bị rất chi tiết, trên mỗi loại tài liệu đều có đóng dấu tuyệt mật. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có được toàn bộ các tài liệu tuyệt mật về nội dung của kế hoạch. Để tránh bị tiêu diệt, Bác Cổ và Chu Ân Lai quyết định đưa quân rút lui lên vùng hoang dã của miền Bắc Trung Hoa. Nhằm đánh lạc hướng của quân Tưởng, một lực lượng Hồng quân do Trần Nghị chỉ huy được lệnh ở lại tiếp tục chiến đấu và quấy phá để thu hút lực lượng của Quốc dân đảng. Ngày 16 tháng 10 năm 1934, 86.000 Hồng quân dưới sự chỉ huy của Bác Cổ, Raoul và Chu Ân Lai đã rút lui khỏi Thụy Kim. Cuộc vạn lý trường chinh chính thức bắt đầu. Lợi dụng mâu thuẫn trong quân đội Tưởng Giới Thạch, Chu Ân Lai đã đạt được thỏa thuận với tướng Trần Tế Đường, tư lệnh quân Quảng Đông, về việc Trần sẽ đảm bảo cho Hồng quân đi qua lãnh thổ của mình càng nhanh càng tốt, mà không bị gây khó khăn gì. Đổi lại, lực lượng của Trần sẽ chiếm lấy những vùng mà Hồng quân rút đi. Khi lực lượng chủ lực của Hồng quân phá vây và rút được 10 ngày thì Tưởng Giới Thạch mới phát hiện ra. Ngay lập tức, Tưởng ra lệnh truy kích. Ngày 30 tháng 10, họ Tưởng phong sứ quân Hồ Giản của tỉnh Hồ Nam làm tổng tư lệnh lực lượng truy kích và yêu cầu Hồ Giản kết hợp với Sử Du và Chu Hùng Viện, hai tướng thiện chiến, đem 15 sư đoàn bao vây và phục kích Hồng quân tại sông Tương Giang. Trận đánh sông Tương Giang kéo dài một tuần lễ là thất bại to lớn cho Hồng quân Trung Quốc. Hồng quân mất một tuần để phá vỡ các công sự và cái giá phải trả là thương vong của 50.000 người, hơn một nửa quân số của họ. Sau thất bại ấy, Mao đã dần lấy lại được ảnh hưởng của mình. Và vào tháng 1 năm 1935, Hội nghị Tuân Nghĩa đã chính thức xác nhận quyền lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Lúc này, tuy không còn gặp phải sự truy kích của quân Quốc dân đảng, nhưng khó khăn, thử thách vẫn còn ở phía trước. Đầu tháng 6 năm 1935, Hồng quân vượt Đại Tuyết Sơn cao hơn 5.000 mét, quanh năm tuyết lạnh, nhiều người đã gục ngã, chết vì đói, lạnh và kiệt sức. Sau dặng Đại Tuyết Sơn, Hồng quân chỉ còn 25.000 người sống sót, kể cả phụ nữ và trẻ em. Khoảng tháng 8 năm 1935, Hồng quân vượt cánh đồng cỏ hoang gần Tây Tạng. Họ phải chịu sự đói khát, lạnh giá, thời tiết bất thường,
thiếu dưỡng khí và muối. Rất nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Cuối cùng, Mao Trạch Đông cùng đội quân của mình đã tới được Diên An vào ngày 20 tháng 10 năm 1935. Vậy là Vạn Lý Trường Chinh đã chính thức kết thúc. Trong tổng số 86.000 người tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu từ vùng căn cứ Giang Tây, chỉ có chừng 7.000 người đến được Thiểm Tây. Về cơ bản, cuộc rút lui này khiến Mao Trạch Đông trở thành lãnh tụ duy nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.